Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông Vương Tấn Việt, tức Thích Chân Quang, đã phạm giới luật vọng ngữ, dối trên lửa dưới. Ông Vương Tấn Việt đã phạm giới luật căn bản của Phật chế cho người xuất gia là vọng ngữ, dối trên lửa dưới. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì thiền tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vì có các bài thuyết giảng lan truyền gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Trân Quang có nhiều lý giải dẫn dụ về nhân quả gây xôn xao dư luận như hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hoặc trồng cà phê. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm, Mấy người trồng cà phê là bị mang nghiệp rất nặng vì khi những người khác uống cà phê sẽ dẫn tới mất ngủ mà mất ngủ sẽ không đi làm được. Không có tiền lo cho gia đình, cho nên những ai đang trồng và bán cà phê sẽ mang nghiệp rất nặng. Là một số luận giải về nhân quả gây xôn xao của Thượng tọa Thích Trân Quang. Mức kỷ luật với Thượng tọa Thích Trân Quang là không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và những địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Nhiều người cho rằng mức kỷ luật này không quá nghiêm khắc nhưng cũng hợp lý với người tu hành, để họ có thời gian tĩnh tâm suy xét việc mình đã làm. Tuy nhiên, mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc xác minh bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Cụ thể, kết thúc quá trình kiểm tra, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận kết quả giả soát hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 như sau. Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của sở. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của sở. Chia sẻ với phóng viên Việt Nam Net, luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Luật Hừng Đông cho biết, cơ quan điều tra sẽ xác minh, điều tra về bằng cấp 3 và cả quá trình học tập của ông Vương Tấn Việt tại các cơ sở đào tạo. Cơ quan điều tra có thể trưng cầu giám định đối với bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt nộp tại cơ sở đào tạo và tài liệu có liên quan trong quá trình học tập. Dựa vào kết quả giám định và kết quả xác minh, nếu có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội danh như: tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức hoặc giả mạo trong công tác. Quy định tại các điều 341, 359 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều 341 quy định rõ, người nào làm giả con dấu, tài liệu của của cơ quan tổ chức tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị truy cứu mức cao nhất là 7 năm tù. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Một thượng tọa trụ trì ngôi chùa nổi tiếng cho biết, ngũ giới, năm giới, căn bản nhất của người xuất gia phải tuân thủ là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, nói dối, dối trá, lừa đảo, không uống rượu bia, ma túy. Thượng tọa Thích Chân Quang đã phạm giới luật căn bản của Phật chế cho người xuất gia là vọng ngữ, dối trên lửa giới. Hiện tại, quy định phải có bằng cấp 3 mới được thọ giới. Với trường hợp của Thượng tọa Thích Chân Quang, không có bằng cấp 3 mà vẫn được thọ giới là không sai vì thời điểm đó chấp nhận việc này. Điều 82 của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định rõ về hình thức kỷ luật với các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vi phạm giới luật, hiến chương, quy chế, nội quy của giáo hội tùy theo mức độ vi phạm, giáo hội sẽ xử lý theo giáo luật. Mục 3 điều 82 nêu rõ, thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam bị hạn chế quyền công dân do vi phạm pháp luật thì đương nhiên mất tư cách là thành viên của giáo hội. Cần ra soát toàn bộ bằng cấp ông Vương Tấn Việt sau nghi vấn bằng cấp ba giả. Các chuyên gia cho rằng, cần ra soát lại toàn bộ quá trình học, bằng cấp từ tiểu học đến đại học, tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt để có đánh giá thỏa đáng. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng các đơn vị chức năng cần làm rõ vấn đề bằng tốt nghiệp cấp 3 của ông Thích Trân Quang từ đâu mà có, động cơ làm giả là gì. Nếu cần thiết thì nên giả soát lại toàn bộ quá trình học từ tiểu học đến đại học, tiến sĩ của ông Thích Trân Quang để có kết quả thỏa đáng về quá trình đào tạo, chất lượng thực sự. Rất hiếm chuyện có người trùng tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, khả năng bằng giả là rất cao, tiến sĩ Vinh nói. Vị này cũng nhấn mạnh, hành vi cố tình làm giả giấy tờ để qua mặt các cơ quan chức năng chuyên môn, quản lý là tội có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự. Dù là bất kỳ ai đều công bằng trước pháp luật, làm sai ở đâu, xử phạt đến đó. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trước đây gọi là bằng cấp 3, là điều kiện tiên quyết cho tất cả quá trình học tập lên cao sau này. Muốn học lên cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ đều cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó, nếu xác định bằng cấp 3 của ông Thích Trân Quang là giả thì các trường đại học, cơ sở đào tạo cần lập tức thu hồi tất cả bằng tốt nghiệp đã cấp đơn vị nào cấp đơn vị ấy chịu trách nhiệm thu hồi bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm yêu cầu thu hồi và giám sát quá trình thực hiện của các trường đại học các cơ sở đào tạo đã cấp bằng ông vinh cũng thẳng thắn chỉ ra lỗ hồng chết người trong kiểm duyệt văn bằng chứng chỉ trong quản lý tổ chức đào tạo bậc đại học sau đại học về quy định các trường đại học không có chức năng thẩm định kiểm tra độ thật giả bằng cấp của người học chỉ khi nào có khiếu nại tố cáo thì các trường mới lập hội đồng xem xét, kiểm tra. Từng nhiều trường hợp lợi dụng lỗ hổng này để sử dụng bằng cấp giả. Cùng đó, trên thực tế, qua quá trình dạy học, tiếp xúc học viên, các thầy cô giảng viên là người hiểu rõ nhất năng lực của học trò. Một người chưa tốt nghiệp cấp 3 thì không thể nào có đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học, luận án tiến sĩ. Các trường đào tạo cho người hồng kiến thức mà vẫn cấp bằng được thì quả thật quá siêu nhân, ông nói và cho rằng các trường đại học cơ sở đào tạo có trách nhiệm trong việc để lọt những sử dụng bằng giả, thể hiện sự dễ dãi trong đào tạo, đánh giá học viên. Nguyên vụ trưởng cũng đặt nghi vấn, các trường đại học liên quan có dấu hiệu buông lỏng trong quản lý chất lượng đầu vào và đầu ra của học viên. Đồng quan điểm, tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, bộ giáo dục và đào tạo, cho rằng, nếu ông Thích Trân Quang chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, các trường đại học cần khẩn trương thu hồi bằng tốt nghiệp cử nhân, tiến sĩ ông Thích Trân Quang sẽ không được công nhận kết quả học tập nào. Tuy nhiên, việc các cơ sở giáo dục đại học tự phát hiện ra bằng không hợp pháp của người học là điều không dễ dàng bởi mắt thường khó nhận biết được, chưa có hệ thống văn bằng đồng bộ trên cả nước. Trước đây, khi tôi còn làm phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học, nếu có người đến tố trường hợp nào đó sử dụng bằng đại học giả, tôi sẽ tra sổ cấp phát văn bằng xem có tên trong sổ hay không là ra ngay thật hay giả, tiến sĩ khuyến nói. Ngày 14 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc đào tạo và cấp bằng cấp 3 cho ông Thích Trân Quang. Bộ bước đầu xác định nghi vấn về giá trị của tấm bằng này là có căn cứ. Tuy nhiên, Bộ vẫn cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan an ninh để điều tra, làm rõ hơn những thông tin quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xác minh đây có đúng là văn bằng của ông Thích Trân Quang hay không. Nếu thông tin văn bằng nói trên không trùng với thông tin văn bằng do ông Thích Trân Quang sở hữu thì cần tiếp tục làm rõ theo các kênh khác. Đại diện trường Đại học Luật Hà Nội cho hay, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý thì trường sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu học viên sử dụng bằng giả để tuyển sinh thì các trường đào tạo và cấp bằng ở bậc cao hơn sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý văn bằng chứng chỉ. Vấn đề các văn bằng đã cấp bị thu hồi, hủy bỏ trong trường hợp nào được dư luận quan tâm sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin không có tên ông Thích Trân Quang trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tên ông Thích Trân Quang cũng không có trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ bằng cấp 3, thời gian qua, ông Thích Trân Quang qua gây xôn xao dư luận khi liên quan đến các vấn đề bằng cấp. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Tốt nghiệp cử nhân ngành luật năm 2019 tại Trường Đại học Luật Hà Nội, văn bằng thứ hai, vừa học vừa làm, xếp hạng loại giỏi. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông Thích Trân Quang trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019 đến 2023 của Trường Đại học Luật Hà Nội. Chỉ sau hơn 2 năm, nghiên cứu sinh này bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường. Người sử dụng bằng giả có thể bị thu bằng, xử lý hình sự. Về vấn đề sử dụng bằng giả, các luật sư đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý. Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ rằng, với trường hợp của ông Vương Tấn Việt có thể hiểu rằng bằng cấp 3 bổ túc do ông Việt sử dụng là không có thật, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, hay nói cách khác là bằng giả. Nếu ông Việt dùng tấm bằng này để học, thi cử Cấp văn bằng sẽ bị xử lý bằng cách thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và các bằng cấp cao hơn nếu có. Cụ thể, theo khoản 3, điều 20, Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo có ghi rõ, người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học, văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. Thậm chí, luật sư Hùng nhấn mạnh Vụ việc của ông Vương Tấn Việt kéo dài từ năm 2019 cho đến nay vẫn sai phạm, cố tình sử dụng để tham gia học văn bằng hai đại học cũng như làm bằng tiến sĩ. Do hành vi thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, cố tình che giấu hành vi vi phạm của mình, đến nay mới bị cơ quan nhà nước phát hiện, làm rõ. Vì thế, đối chiếu quy định pháp luật, hoàn toàn có căn cứ để xem xét có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ông Vương Tấn Việt về tội làm giả con dấu. Tài liệu của cơ quan, tổ chức, báo này dẫn lời luật sư hùng Đối với hành vi sử dụng bằng giả, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên tuổi trẻ online, hiện nay không còn được quy định về mức phạt xử lý vi phạm hành chính. Do đó, các hành vi sử dụng bằng giả hiện nay đều sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức tại điều 341 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017. Nhận định về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa Nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng tình rằng về logic nếu một người không tốt nghiệp, không có văn bằng của bậc học này thì không được học và thi ở bậc cao hơn, khung hệ thống giáo dục quốc gia và khung trình độ quốc gia. Như vậy đương nhiên nếu không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì không được học đại học rồi thạc sĩ và tiến sĩ.